Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Văn Duy 1985, trú ở Làng Thượng, Làng Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội, về tội giết người. Nội dung vụ án xác định, vào năm 2008, Nguyễn Văn Duy kết hôn với chị Nguyễn Thị Huyện sinh năm 1989 và bình thường sống cùng gia đình tại Làng Thượng, Làng Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Sau khi kết hôn, chị Nguyễn sinh được hai con là cháu nợ, L, N, sinh năm 2013 và cháu nợ, T, L, D, sinh năm 2015. Trong quá trình sinh sống, hai bà xã chồng nảy sinh mâu thuẫn tình cảm do Duy nghi ngờ bà xã ngoại tình với người con trai khác. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, bà xã chồng Duy tiếp tục xảy ra mâu thuẫn vì anh ta biết được tin chị Nguyễn vẫn liên lạc với một người con trai khác nên đã đập điện thoại và đánh bà xã. Sau đó, chị Nguyễn đưa hai cháu nhờ và Duy về ở tại nhà mẹ đẻ. Trong thời gian này, Duy nghe được tin hai con nhờ và Duy không phải là con đẻ của mình nên đã bí mật lấy mẫu tóc của các con mang đi định ác. Kết quả cho thấy cháu nhờ và Duy không cùng huyết thống với Duy. Sau đó, Duy nói chuyện với bà xã và chị Nguyễn cũng thừa nhận nhờ và Duy không phải là con đẻ của Duy. Lúc này, Duy vẫn muốn chị Nguyễn trở lại nhà nhưng chị này chưa đồng ý, tiếp tục về ở tại nhà mẹ đẻ. Trong thời gian đó, Duy phát hiện chị Nguyễn tiếp tục qua lại với người con trai khác nên đã nảy sinh ý định giết hai con rồi tự tử để cho bà xã phải ân hận. Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 18 tháng 5 năm 2018, đối tượng đến siêu thị bán thuốc bảo vệ thực vật mua một hộp thuốc trừ sâu với lạnh 18, không đồng đem về nhà và cất trên nóc tủ bếp. Khoảng 6 giờ 30 phút ngày 19 tháng 5 năm 2018, anh ta viết một lá thư tuyệt mệnh có nội dung xin lỗi bố mẹ và gia đình. Đến khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, bị can đi đón hai con nhờ và Duy từ nhà mẫu nhô của làng về nhà và đưa hai cháu lên phòng ngủ tầng 2 của gia đình rồi ép hai con uống thuốc sâu pha với nước ngọt. Sau khi thấy hai con đã tử chiến, Duy uống thuốc trừ sâu rồi nằm cạnh các con nhưng một lúc sau thì nôn thuốc ra ngoài. Biết rằng đã nôn ra số thuốc sâu không thể chết được nên nghi đi lên sân thượng tầng 3 của nhà, nằm trên thành lan can rồi nghiêng người lăn xuống đường bê tông ngõ phía sau nhà để tự tử. Tuy nhiên, do vướng đường dây cáp điện nên khi ngã xuống đường, người này chỉ bị bất tỉnh đi và được em trai là Nguyễn Văn Huyện cùng hàng làng phát hiện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện quân y 103 nên không tử chiến. Còn cháu nhờ và Duy sau đó được đưa đến viện 103 cấp cứu nhưng đã tử chiến. Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng và chính quyền địa phương để khám nghiệm hiện trường vụ án. Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Nguyễn Văn Duy về tội giết người. Tại cơ quan điều tra, bị can Nguyễn Văn Duy đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi lỗi lầm của mình như nội dung vụ án đã nêu trên.